Skyway là dự án quốc tế tiến hành phát triển loại vận tải điện trên cao mới, di chuyển trên các dây đường dây độ bền cao. Hiện nay vận tải Skyway đang được thử nghiệm tại Belarus và UAE để ứng dụng trong các hệ thống vận tải đô thị và liên đô thị trên toàn thế giới. Tại sao cần các khoản đầu tư cho Skyway? Từ năm 2014, dự án Skyway được phát triển theo hệ thống crowdfunding. Điều đó nghĩa là bất kỳ người nào cũng có thể tiến hành đầu tư từ $50 vào sự phát triển vận tải và nhận được cổ phần trong dự án tương ứng với số đầu tư của mình. Nhà đầu tư nhận được gì khi đầu tư? Quá trình thu hút đầu tư vào dự án được chia thành 15 giai đoạn. Hiện nay đang diễn ra giai đoạn gần cuối cùng, giai đoạn phát triển thứ 14 của dự án. Trong trường hợp hoàn tất thành công giai đoạn 15 và đưa dự án ra trạng thái thu lợi nhuận và tự cấp vốn, các nhà đầu tư sẽ nhận được các cổ tức từ lợi nhuận của dự án Skyway. Cũng như trong tương lai dự án có thể tiến lên sàn chứng khoán. Khi đó, các nhà đầu tư sẽ có thể kiếm được tiền nhờ sự tăng giá của các tài sản của mình trên sàn chứng khoán. Các khoản đầu tư được đăng ký như thế nào? Các cổ phần Skyway chưa phải các chứng khoán trên sàn giao dịch, chúng không thể được mua như các cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Việc đăng ký đầu tư vào Skyway được diễn ra theo hợp đồng vay chuyển đổi. Quý vị có thể tham khảo hợp đồng vay chuyển đổi theo link ở phần mô tả của video. Chúng ta có thể thấy các khoản vay chuyển đổi thường được thấy trong ngành công nghiệp các start-up mạo hiểm. Tại Mỹ, ví dụ, có hai dạng chuyên biệt của các hợp đồng như thế, Safe Simple Agreement for Future Equity và Keys Keep It Simple Security. Skyway đã đạt được điều gì trong những năm qua? Từ năm 2014, Skyway được phát triển ngày càng nhanh chóng. Đây là các thành tựu chính của dự án trong những năm gần đây. 1. Các khu sản xuất của Unit Sky String Technology, Inc., công ty nhà phát triển Skyway, đã mở rộng ra gần 10.000 m2. 2. Xây Dubai đã phê duyệt gói các dự án được đề xuất bởi cơ quan giao thông đất nước, GTA. Trong số các dự án đó, có hệ thống vận tải đô thị Skyway. Skyport, một hệ thống chuyển tuyến cố định chỉ liên kết các điểm quan trọng như DIFC là trung tâm tài chính quốc tế Dubai và Downtown Dubai là trung tâm thành phố của Dubai. Đây là một hệ thống vận chuyển đô thị dài 15 km, có 21 nhà ga, sẽ vận chuyển hành khách dọc theo các tòa nhà chọc trời của Dubai, công suất vận chuyển lên tới 8.400 hành khách trên 1 giờ mỗi chiều. Mục tiêu của dự án là để tiếp tục phát triển, xây dựng Dubai trở thành thành phố tốt nhất thế giới. تصاميم فريدة للمحطات ومتناغمة مع تصاميم محطات مترو دبي. Ba đã bắt đầu giai đoạn thử nghiệm đầu tiên của vận tải đường dây tại trung tâm giờ và D của Unit Sky String Technology, INC, tại tiểu vương quốc Sahara. Theo Sahara 24, WAM, cổng thông tin tiếng Anh và tiếng Ả Rập hàng đầu dành riêng cho Sahara và UAE, Hoàng thân Sultan bin Mohammed al-Qasimi, ủy viên hội đồng cấp cao và là người cai trị Sahara, đã chứng kiến sự ra mắt giai đoạn thử nghiệm của hệ thống vận tải đường sắt trên cao Skyway Unisca tại Công viên Công nghệ và Sáng tạo của Sahara Research, gọi tắt là SRTIP. والتي يتم تطويرها في أكبر المختبرات ومراكز البحث العلمية. Điều này đã xảy ra trong chuyến viếng thăm của Hoàng thân tới SRTIP, nơi ông đã kiểm tra công việc của dự án cũng như một thử nghiệm cho một trong các Unicars. حول آخر التطورات والتقنيات المستخدمة في تنفيذ المشروع. Hoàng thân đã được các quan chức SRTIP giới thiệu tóm tắt về những phát triển mới nhất và tình trạng của các công nghệ được sử dụng trong dự án. Ông cũng là nhân chứng cho sự khởi đầu của giai đoạn thử nghiệm Unicar. SRTIP là một trong những trung tâm nghiên cứu khoa học lớn nhất và tiên tiến nhất về giao thông thông minh trên thế giới. Trọng tâm chính là phát triển các khái niệm giao thông đô thị hiện đại, phát triển và thử nghiệm các công nghệ ở Sahara trước khi chúng được bán trên toàn thế giới. Skyway GreenTech đã bắt đầu tại chỗ với việc xây dựng 3 đường thử Skyway có khả năng vận chuyển hàng hóa và hành khách. Từ đầu công viên là đường sân bay Sahara, đến cuối công viên là đường Weile, hiện thân của mối quan hệ đối tác chiến lược giữa các ngân hàng đầu tư và các ngành học thuật. ليتم تسويقها لاحقا في كبرى العواصم العالمية.
Thử nghiệm tầm ngắn đã được tiến hành và dự án có kế hoạch đưa Unicar trên các tuyến đường dài hơn trong tương lai gần. دعانا سموه لموقع بناء طريق خرفكان. العمل لم يكن مكتملا حينها. Giám đốc điều hành của SRTIP Hussein Al-Mahmoudi tuyên bố rằng đó là một phần trong kế hoạch toàn diện và nỗ lực dành các phòng thí nghiệm Skyway cho SRTIP, biến thành phố Sara thành một thành phố tương lai bền vững theo chính sách của Hoàng thân Quốc vương Bin Mohammed Qasimi, Ủy viên Hội đồng cấp cao và người cai trị Sara. أطلقنا على شركتنا بالشارقة اسم Skyway Green Tech. Ông Anatoly Yunitsky, chủ tịch của Skyway, cảm ơn sự hỗ trợ và tạo điều kiện mà dự án nhận được tại SRTIP. Ông cũng lưu ý rằng Sara đã được lựa chọn cẩn thận là chủ nhà của dự án, sau khi các nghiên cứu sâu rộng đã chỉ ra rằng Sara là nơi tổ chức tốt nhất vì vị trí chiến lược và cạnh tranh trong khu vực và các kết nối học thuật của SRTIP được đặt tại thành phố đại học. بين القطاع الاستثماري الخاص ممثلا بالشركة المنفذة Tham gia vào giai đoạn bắt đầu thử nghiệm, ngoài Hoàng thân còn có Mohammed Obay Anzabi, người đứng đầu bộ phận nghị định thư và khách sạn, tiến sĩ Enrashid Anliem, chủ tịch cơ quan điện và nước Sara, Abdullah Salem Antarifi, chủ tịch quỹ an ninh xã hội Sara, kỹ sư Salabin Buti Al Muhairi, cố vấn của Cục Kế hoạch và Khảo sát Sara, tiến sĩ Kevin Mitsen, hiệu trưởng của Đại học Hoa Kỳ tại Sara và rất nhiều học giả công chức khác. تواكب النمو الكبير والحاجة الملحة في المدن الكبرى لهذا النوع من وسائل التنقل الآمنة. 4. Model vận tải cao tốc Skyway đã được trình diễn thử nghiệm. 5. Tại Sara đã bắt đầu xây dựng các tuyến đường hạng nặng Skyway thứ 2 và thứ 4. Xin chào, tôi là Oleg Zaretsky, giám đốc điều hành của Skyway Green Tech Company. Tôi xin thực hiện báo cáo từ mái của nhà khách trung tâm chứng nhận và thử nghiệm Skyway. Toàn bộ trung tâm chứng nhận và thử nghiệm đang ở trước mắt các bạn. Các bạn có thể thấy tuyến đường thứ nhất được hoàn thiện. Các trụ trung gian của tuyến đường thứ hai đã được lắp đặt. Các công việc đang được tiến hành liên quan tới hoàn thiện hạ tầng. Các tuyến đường đang tiến hành lắp lại các đường dẫn, chúng đã được lắp đặt và kiểm thử. Và điều quan trọng hơn cả, chúng tôi đã bắt đầu xây dựng tuyến đường thứ tư, nó sẽ đi về hướng này. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, trong tuần trước, tại nhà khách, đã tiếp đón đoàn công tác từ chính phủ Sara. Các quan chức cao cấp nhất từ Bộ Quy hoạch Đô thị và Quản lý Giao thông đã bày tỏ sự quan tâm rất lớn tới tuyến đường Skyway tại Sara. Đặc biệt, họ đã đề nghị tăng tốc việc xây dựng tuyến đường thứ tư, nơi sẽ cho thấy việc vận chuyển các container và phương tiện vận tải hàng hóa. Chính tuyến đường này được chính phủ Sara quan tâm hơn cả. Các kế hoạch của dự án trong năm 2021. 1. Trình diễn hai loại vận tải hạng nặng mới của Skyway, được lên kế hoạch sử dụng trong các dự án thương mại đầu tiên. 2. Ký kết ít nhất 3 hợp đồng về các dự án mục tiêu. 3. Tham gia vào triển lãm toàn cầu Expo 2020, sự kiện sẽ phải được bắt đầu diễn ra tại Dubai từ 1 tháng 10 năm 2021. Trong 6 năm qua, tại Skyway đã phát triển và thử nghiệm 11 loại hình vận tải, và đã giới thiệu chúng trên các triển lãm từ Berlin tới Singapore.
Hiện nay, có hàng trăm ngàn người từ 200 nước trên thế giới đã đầu tư vào dự án. Trên đây là sơ lược về dự án, quyền lợi của nhà đầu tư và thành quả của dự án.